Các bạn đang được nghe phần bình luận của tiếng rưỡi chấm linh, chính xác là bit chấm linh, gạch chéo tiếng rưỡi của mình đã đổi tên miền sau khi tiếng rưỡi chấm linh bị chặn. Còn bây giờ sẽ là lễ cử hành quốc ca. Như vậy thì mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này cũng đã xong xuôi. Hiệp 1 của trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Marcos Acuña, Lionel Messi, Magalister. James Rodriguez giống như kiểu chưa ăn cơm vậy, không thể có được những pha phối hợp. Cú phát bóng, Davinson Sanchez làm gì đây anh ơi? Marcos Acuña, Lionel Messi, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Lionel Messi. Khá bình tĩnh. Lautaro Martinez. Đi bóng rất khó chịu và ngăn chặn rất nhanh. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Lên bóng rất thoáng. Làm gì đây anh ơi? Rất quyết liệt và ngăn chặn rất nhanh. Magalister, Angel Di Maria, Molina. Hay quá nhở. Đường chuyền rất nhanh. James Rodriguez.
Vâng, đường truyền rất chính xác dành cho đôi bạn. Đường truyền hay, cơ hội đóng luôn nào. Vẫn còn. Ôi dồi ôi, bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn. Không đen nhưng rõ ràng là anh hơi nhỏ. Đường truyền dài. Pha phối hợp rất hay. Lên bóng rất thoáng. Pha cướp bóng hay. Goal! Đó là tình huống khiến cho nhiều cổ động viên phải thót tim. Ôi dồi ôi, tôi tưởng đó là một bàn thắng. Nhưng không, không thể không tiếc ở một cơ hội như thế này. Bóng đã được phá lên. Dứt điểm. Đây rồi ơi, đập cột dọc. Trời ơi. Đen rồi, đen rồi. Không có gì khó khăn. Đường truyền rất nhanh. Sân có vẻ khá trơn. Đường truyền hay này. Tốc độ rất nhanh. Dứt điểm. Tuyệt vời. Đã có bàn thắng và đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Phải như thế này chứ nhỉ? Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời và không hề có bất cứ một độ trễ nào cả. Quá hay. Đó là khoảnh khắc của một ngôi sao. Đúng là đá như này thì ai chơi. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Messi. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Dứt điểm. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Rồi anh ơi, sao lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến như vậy. Hơi khó mất rồi. Rất quyết liệt. Được, 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 lên, lên, lên. Molina. Martinez. Marcos Acuña. Marcos Acuña. Khá tự tin. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài.
Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Agadi Maria, một cơ hội nữa, dứt điểm. Đã có bàn thắng không? Như vậy là vẫn chưa thể có bàn thắng. Bóng đã chạm vào cột dọc. Dường như tôi đã nhìn thấy bàn thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Rất hợp lý. James Rodriguez. Rất quyết liệt. Agadi Maria. Molina. Messi. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Phản công nhanh. Davinson Sanchez. Đường chuyền rất nhanh. Làm gì đây anh ơi? Lautaro Martinez. Dứt điểm. Đó là một siêu vầm. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Để đá kiểu này thì hơi toang. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Cú phát bóng dài. Rất trống trải. Đá như kiểu gà mắc tóc ấy nhỉ. Trống bóng còn không lên nổi nữa, nhất là khu vực giữa sân. Lautaro Martinez. Agadi Maria. Lên bóng rất thoáng. Đường chuyền dài. Lautaro Martinez. Lại ra biên. Messi. Rodrigo De Paul. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Những pha xử lý mềm mại như vừa rồi cho thấy đúng là cầu thủ đang chơi với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nếu không thì rất khó có thể có được những tình huống vẫn đan lát, vẫn di chuyển, phối hợp qua người mềm mại như thế. Và ngăn chặn rất nhanh. Được, lên. Hồi hộp phết anh em nhỉ. Goal! Tuyệt vời! Phải như thế này chứ nhỉ? Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời và không hề có bất cứ một độ trễ nào cả. Quá hay! Cả hai bên đều đang mang đến một cách chơi thực sự cởi mở. Không phải là ông ăn trà, bà muôn em nữa. Mà tôi thấy đó là ăn cây táo, rào cây sung. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Agadi Maria.
Đánh đâu? Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho trọng tài. Vâng, quả bóng như thế kia rồi mà còn bỏ lỡ nữa thì cũng chịu rồi. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Mất bóng rồi. Hồi hộp phết anh em nhỉ. Pha lấy bóng tốt. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Pha cắt bóng rất hay. Rất an toàn. Làm gì đây? Mất bóng rồi. Lautaro Martinez. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Đường chuyền rất nhanh. Angel Di Maria. Goal! Cú đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Dứt điểm. Đường chuyền rất nhanh. Molina. Angel Di Maria. Diaz. Pha lấy bóng tốt. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Có 2 phút đá bù giờ thôi các anh ơi. Đường chuyền rất nhanh. Pha ngăn chặn rất nhanh. Davinson Sanchez. Takadada. James Rodriguez. Pha chọc khe rất hay. Molina. Một hiệp đấu phải nói là khó thở dành cho cổ động viên của cả đôi bên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp 2. Anh Thỏ nghĩ sao về những gì đã diễn ra trong hiệp 1 của ngày thi đấu hôm nay? Theo như tôi thấy, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho những anh em bé thủ. Kính mời bà con, cô bác, chú gì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 2. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. James Rodriguez. Lỗi rồi. Marcos Acuña. Lautaro Martinez. Lionel Messi. Magalister. Angel Di Maria. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Đã có lỗi. Diaz. Trận đấu diễn ra quá nhanh và chúng ta đang được nhìn thấy một trận cầu thứ thiệt, nơi mà những cổ động viên luôn mong chờ. Lionel Messi. Angel Di Maria. Goal! Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Thực sự là đáng tiếc.
Lautaro Martinez, Angel Di Maria. Đây rồi. Dứt điểm. Không thể che vào đâu được, không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Đá như thế này thì đỡ làm sao được. Một động tác đơn giản, nhưng sự đơn giản đó đi kèm với một yếu tố hiểm hóc. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Đúng là ở thời điểm này thì hai đội sẽ cần phải thực sự thận trọng hơn. Chưa mượt cho lắm. Cơ hội dứt điểm. Đóng đi. Thật sự là ngày hôm nay đúng là sân chơi của những thủ thành xuất sắc. Nhưng bóng không đi vào lưới. Căn chỉnh một tí nữa thôi thì có lẽ đó sẽ là một siêu phẩm. Bóng đã được phá lên. Đường chuyền dài. Rất quyết liệt. Martinez. Molina. Cần phải có những pha phối hợp hoặc là những đường căng ngang gây xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Marcos Acuña. Lionel Messi. Dứt điểm. Đánh đâu. Úi dồi ôi. Bóng bánh. Đá này thì bánh đâu mà ăn. Làm gì đây? Làm gì đây? Sân có vẻ khá trơn. Bóng đã được phá lên. Lautaro Martinez. Dứt điểm. Vẫn chưa thể có bàn thắng. Tiếc thế, tiếc thật sự ấy. James Rodriguez. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra. Sẽ có tình huống thay người. Đường chuyền hay. Nỗ lực của những hậu vệ trong tình huống vừa rồi đã khiến cho không thể có được một tư thế dứt điểm tốt nhất. McAllister. Lionel Messi. Đánh đâu. Ui không được rồi. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này.
Đã có lỗi. Bóng đã được phá lên. Làm gì đây anh ơi? Phá cướp bóng hay. James Rodriguez. Rất quyết liệt. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Không có cơ hội dứt điểm. Marcos Acuña. Rất quyết liệt. Đi bóng rất khó chịu. Marcos Acuña. Cú phát bóng tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Lionel Messi. Messi. Dứt điểm. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Dứt điểm. Đây rồi. Ôi rồi ôi, phí thế. Quá đen cho chủ tịch. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Bên trong có ai đây? Trả ngược lại hợp lý. Dứt điểm, có thể dứt điểm ngay. Cristiano Romero. Lionel Messi. Marcos Acuña. Angel Di Maria. Nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị rồi.
Sức nóng của trận đấu trong phút vừa qua rõ ràng là đã được đẩy cao lên rất nhiều. Nhưng thời gian có lẽ sẽ là phương án trả lời chính xác nhất. Rất phiêu lưu. Đã có lỗi. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Người ta nói cờ bí thì dí tốt. Tấn công mà khó kiếm bàn thắng thì trông chờ vào những tình huống cố định như thế này thôi. Đó là một siêu vừng. Bàn này có lẽ là phải theo dõi đi, theo dõi lại. Nó quá đẳng cấp. Tiếng tôi vang rừng núi, anh em nghe trả lời. Vào rồi các bạn ạ. Đỉnh cao là đây. Hay kinh khủng luôn đấy anh em ạ. Tình huống xử lý vừa ngoan vừa ngọt này, vừa khiến nhiều anh em có thể lộn tiền đấy, không phải đùa được. Gọn gàng, chính xác, quyết đoán. Xong rồi, trận đấu này đã xong. Có vẻ như toang rồi, toang đến nơi rồi anh em ạ. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Chưa mượt cho lắm. Chết đây rồi. Không có cơ hội dứt điểm. Agadibaria. Được, lên. Marcos Acuña. Enzo. Agadibaria. Quẩy đi ngay. Tuyệt ơi! Messi. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Pha cắt bóng rất hay. Được, lên. Được chuyển rất hay. Lionel Messi. Marcos Acuña. Lionel Messi. Agadibaria. Messi. Pha lấy bóng tốt. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Agadibaria. Hơi khó mất rồi. Đường chuyền hay. James Rodriguez.
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã khép lại rồi. Chúng ta sẽ có bao nhiêu phút đá bù giờ đây? Nào hãy cùng xem. Ui rồi. What's up bro? Yes, 4 phút đá bù giờ. Enzo. Mất bóng rồi. Dứt điểm. James Rodriguez. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã cùng đồng hành và theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo.